Kita đứng giãn ra cũng được, không sao cả. Akita và Shiba cuộc giao lưu ngày hôm nay ở sân Lê Trọng Tấn. Một cái giống chó rất là dễ thương. Chúng ta sẽ không áp hết cái quy định của trọng tài là ông Hoàng Mộc Cương. Là theo tiêu chí là sâu gọi là sâu open. Vâng, tôi thì xin phép hôm nay được ban tổ chức giao cho quyền làm giám khảo thì tôi rất là cảm ơn ban tổ chức hôm nay đã có lời mời tôi. Vâng, tôi quyết định giao giải 3 cho giải 3 trước nhé. Giải 3 sẽ xem nào, trọng tài giải 3 sẽ thuộc giao cho về chú chó bé nhất ở đây. Chú chó bé nhất Black and Tan. Tôi rất thích chú chó này bởi vì là tuy có rất là nhỏ nhưng mà lúc nào cũng trong cái trạng thái là tai, góc tai và đuôi rất là đẹp. Mặc dù chú chó rất là nhỏ, nhỏ nhất ở đây. Tôi đánh giá cái chú chó đấy rất là cao. Hy vọng là sau này nó lớn lên nó sẽ phát triển tốt. Và giải nhì. Giải nhì. Giải nhì. Anh ấy cho con mày mặt quay đi. Xin phép có một chú chó là cái nhanh quá. Nào Heller Cường sâu chó nhìn vào đây nào, đến lúc qua ảnh đẹp. Giải nhì. Này hôm nay nắng như này lên ảnh là tuyệt đẹp đấy, không phải chuyện đùa đâu. Rồi góc này chắc là góc ok. Giải nhì nhá, giải nhì sẽ thuộc về chú chó này. Xin chúc mừng. Giải nhì đâu? À. Giải nhất thì giải nhì hai mẹ con đi thi. Shiba rất là nhỏ, nhìn ở trên ảnh thì rất là to. Nhưng mà ra ngoài thì chỉ 10 cân thôi nhỉ. Qua 10 cân không anh? Thế thôi. Hơi bị cực đoan quá. Quả cân não này xem nào, trọng tài sẽ cho con nào được nhất. Cân não lắm. Tôi ước là tôi chỉ có thêm nhiều thêm cúp nữa để được trao vì quá nhiều chú chó đẹp. Chắc khả năng là tôi sẽ chọn một chú chó đẹp. Khả năng là con khả năng con ngoài cùng được rồi. Cá nhân tôi nhá, vì ban tổ chức đã giao tôi cái quyền đấy. Tôi xin phép chọn chú ngoài cùng. Chú chó này sẽ là chú chó dành cho. Ôi giời, đúng con quay video nhá. Vâng, bây giờ đến phần thi của Akita đúng chú không? Chú này còn sợ giám khảo không biết nó thi nữa thì còn nói năng gì. Đây chú đây. Xin mời chú chó ra giành được giải chúng ta lên. Đấy. Chú nhất nhì ba. Chú ngồi xuống cùng. Đúng còn vừa rồi quay kỹ. Và xin mời số báo danh số 01 bạn Cansinano hân hạnh tài trợ cuộc thi này. Tài trợ chúng ta nhanh chóng lên sân khấu để trao quà cho các thí sinh đạt giải. Đấy nhá, yên tâm nhá. Không phải cái beauty này là đẹp 35 phút thôi.
thì beauty chả đẹp thì nó chả là chả là chó đẹp thì nó chả beauty. Và những chú chó thuộc giống Akita thi phần thi chó đẹp, chúng ta hãy nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta sẽ được thi ngay sau đây ạ. Những cái cuộc giao lưu giữa những cái người nuôi một cái giống chó với nhau như này nó rất là vui, tinh thần giao lưu là chính, chứ đây không phải là một cuộc thi chính thức, đây là một cuộc thi mở rộng, gọi là, vâng chào anh, một cái cuộc thi, một cái việc thúc đẩy phong trào và tạo cái cơ hội giao lưu gặp gỡ giữa những cái người yêu chó với nhau, những người nuôi chó với nhau, cũng như là để biết đến các cái nhà tài trợ, các cái sản phẩm chăm sóc. Vâng, và đây là những chú chó Shiba đẹp nhất theo quan điểm của anh Hoàng Mục Cương trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho ba chú chó này được không ạ? Tên nó là gì? Jun. Jun, Jun, Jun. 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 Gọi nó chả ý kiến gì này. Jun. Jun ơi. Vẫn còn đang mải cười. À, có các chú chó thắng thì ngoài cúp thì nhận được quà tặng của hai đơn vị tài trợ Cansinano và hãng cám Famina. Cansinano Chibi Powder và hãng cám Famina. Đây. Cho mọi người nhìn cái đội ngũ gọi là truyền thông rất đông. Chào em. Chào MC, đây là MC của cái cuộc thi ngày hôm nay. Trai toàn trai xinh gái đẹp thôi. Bình thường mà nếu mà ra ngoài nắng một tí thì các chị em sẽ sợ bị cháy nắng, da đen sạm. Nhưng mà khi nuôi chó mà con chó nó thắng rồi thì chả ai ý kiến gì về cái việc trời nắng cả. Lúc nãy chúng ta vẫn chưa nhận cúp, chỉ mới bây giờ đang là gần 11 giờ trưa. Hơn 10 giờ trưa, gần 11 giờ. Thí sinh đoạt giải của phần thi chạy, chúng ta hãy lên sân khấu để nhận cúp các bạn nhé. Và các thí sinh thuộc dòng Akita chúng ta chuẩn bị ạ. Toàn hot girl nè. Sau đây là đến phần thi của Akita. Chúng tôi xin mời những số báo danh. Vừa rồi là giống Shiba để thi phần thi chó đẹp của dòng Akita. Shiba là giống chó của nhỏ hơn. Số báo danh 06 bạn Sake. Giống chó của Nhật. Đây. Mời bạn Akita Lưu, đây. Số báo danh 11. Akita to hơn, to gấp đôi, gấp 3 lần. Còn Shiba. Số báo danh 16 bạn Vệ. Rồi Akita sẽ quay ở cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem. Like share mọi người nha. Thank you. And see you again. Mời số báo danh số 20.